Đây là trận đấu chung kết ở trong trận đấu thứ hai. Tới bên họ có một xăm với một cái quái quỷ gì đấy. Bên mình là một lại mác này, lại có mác này. BB ở Egypt Max C bên họ là cái gì? Xong cho son. Như vậy mình cửa trên đấy. Ui dồi, lần đầu tiên trong kèo đấu này mình cửa trên. Đây là trận đấu thứ 9 rồi. Lần đầu tiên bên mình có quân cửa trên sau đối phương. Rất khủng khiếp. Và trận này cả làng vào trận bên kia. Chứ buồn của cả làng nhá. Thì đặt cho bên kia này. Điều quan trọng bài, chúng ta cũng đến với bài Max C của ngân thủ Chipboy. Homus.
Và chúng ta đang quay trở lại trận này, một trận mà Chipboy bên nọ bài đẹp đấy nhỉ, bị công tê này, con tê có giáp, Chipboy thì dò Omo, còn anh muốn kiểu khu nhà, ăn được con tê tốt, trên kia bị bắn cái gì á, vâng bãi quả bị bên lớp dò đạp, con tê thứ hai của tiểu bàn thầu, rất khó chịu, không ổn rồi. Vâng, đây là Gunny, Gunny đang vẽ ruộng. Vâng, con lưỡi dò của bạn lớp đang rất khó chịu. Cái bè làm thêm vài cái ruộng nữa. Mết chim bò cái mì con thỏ thì không. Vâng, con tê 2-16. Chúng đang cố gắng dền dứ đạn con tê này. Rồi, con tê đã chết, làm con 19. Trận hơi khó cho Chipboy. Bài quả sẽ bắt đồ bị phát hiện ra, thì hơi đau chứ. Và hơn dần tiểu bàn thầu đang ngủ bao nỗi là muốn vậy em bắt con chém này. Chipboy một trận dò lỗi cái đàn hiệu ở nhà, mất có 2 dần rồi, khó quá. Không có ý thì đỡ tháo rồi em ơi, đừng vẽ nữa, em không có ý thì đỡ rồi. Gunny, ui giời ơi, bài cũng có chém rồi. Bài 2 là đều đến từ VaneLove. VaneLove cầm cái điện đi. Cho son rồi. Nhìn như kiểu Yamato vậy. Giờ thì đi vào nghe, Gunny vẫn sẽ thủ được thôi. Vậy e tốt vẫn hai đầu vẫn đẹp. Cánh bên này Chipboy có thở được không? Chipboy tham 16, các bảo rồi em phải có một nhà y, không nhà y thì đỡ sao. Y ruộng cũng phải có một, phải có một y, không bởi vì nếu không có y thì không có gì đỡ cả. Đẹp cả BM để chạy bách hai hướng, đánh là hướng của đối phương. Cung là của cô Nam ở nhà là rất đông. Chipboy sẽ mất tham trong tiểu này. Quạt à? Cái này bị muốn đi khủng khiếp. Mình có lực lên cái giáp không? Giáp lên giáp. Rất cố gắng. Như là trận này chúng ta cũng xem pha cân đôi của Gunny rồi chẳng. Nghe cẩn thận hàng, nghe cẩn thận hở. Bài về lớp là quá khỏe. Bỏ ra. Cố gắng thôi. Đây cô lấy zip. Cân đôi được là có chứ phải không? Nó hay chém chứ đang. Sau đó thi đấu với những con cụ là sau. Bây giờ đối phương chuẩn bị ốp quân bằng rất nhiều chém, nhưng cụ là zip đứng ở trên đồi. Mà nó muốn lọt vào. Hết gỗ. Gỗ. Khó chịu. Điều là 45 cùng là gì và có một cái giáp. Đối phương bắt đầu lọt vào bên trong. Có hạt điều. Ăn được hết chém từ này. Cùng là cũng chưa được, nhưng bên trong nhà thì đang bị công. Đó, chỉ là cùng Summer thôi, nếu tôi nhập. Đúng rồi, chỉ cùng Summer thôi, nhưng khó rồi. Tỷ số là 3-2 trong xe hướng này. Rất khó khăn. Và từ hơi xe được cân bằng một đều. Chúng ta đến với xe hướng tiếp theo, xe hướng thứ 3. Bài khó quá. Bài cho son khỏe quá. Son khỏe quá.